Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách để làm bột gạo từ máy xay sinh tố đơn giản tại nhà nha. Bột gạo mình làm ra thì nó sẽ rất là mịn, rất là thơm nha. Thì mình sẽ sử dụng là 1,5 kg gạo. Đầu tiên mình sẽ đi vo gạo thật sạch nha. Thì gạo sau khi đã được vo thật sạch, mình sẽ cho vào một cái thau lớn để ngâm. Thì để cái gạo của mình nó mềm dễ xay thì mình nên ngâm gạo lâu nha. Mình sẽ ngâm lo gạo từ khoảng từ 15 đến 24 tiếng. Và khi mà ngâm gạo thì mình nên cho thật là nhiều nước nha. Thì cái mức mà nước để mình ngâm gạo á thì mình có thể tính từ cái lớp gạo lên là khoảng 2 lóng tay nha. Đây là gạo sau khi mình đã ngâm được 15 tiếng và mình vớt ra, mình rửa sạch, mình xả sạch để cho vào một cái rổ ráo nước, rồi sau đó mình sẽ đi xay. Và mình sẽ cho nước vào cùng để xay cho dễ nha. Mình nên cho nhiều nước thì sẽ dễ xay. Sau khi xay xong thì mình sẽ dùng cái rây để mình rây qua. Đây là bột gạo sau khi mình đã xay nè, nó rất là mịn, rất là đặc. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột gạo này vào một cái bồng để mình tách nước nha. Thì các bạn nếu mà không có cái bồng giống mình thì các bạn có thể sử dụng cái khăn cũng được. Cái khăn mình sẽ trải vào một cái rổ, rồi sau đó mình sẽ cho bột vào. Thì vào sau khi mình cho vào bồng thì mình sẽ quấn chặt cái miệng bồng nha. Sau đó mình sẽ bỏ vào cái rổ tre. Sau đó mình sẽ dùng một cái thớt hay là một cái vật nào đó mình dằn lên trên nha. Dằn lên trên để cho nó tách cái phần nước ra và giữ lại phần mỏng. Đây là bột của mình sau khi mình đã dằn được hơn 2 tiếng. Thì cái phần bột của mình đã tách hết nước. Và còn lại mình thu được cái phần bột. Thì cái phần bột mình thu được cái phần bột ướt này nè, mình cân được thì khoảng 2 kg nha. 1,5 kg gạo thì mình sẽ thu được 2 kg bột ướt. Đây là cái phần bột của mình đây. Nó rất là khô, rất là mịn. Bột này nếu mà mình không sử dụng liền á thì mình sẽ đem đi phơi. Mình sẽ đem đi phơi, phơi thật là khô. Phơi thật là khô sau đó mình sẽ cất để dành khi nào sử dụng thì sử dụng. Hoặc là mình cũng có thể sau khi khô á, mình sẽ xay
mình sẽ bỏ qua trở lại máy xay sinh tố, mình xay lại cho nó nhuyễn nha. Đây là cái bột sau khi mình đã xay bằng máy xay sinh tố này, nó rất là mịn. Nếp bột của mình nè, bột của mình nè, nó rất là trắng, rất là mịn, rất là thơm, rất là đẹp. Như vậy là mình đã làm xong cái phần bột gạo từ máy xay sinh tố đơn giản tại nhà rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like và share. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.